Thoạt nhìn thì chắc là quý khán giả sẽ lầm tưởng đây là tuyệt tác của một mô hình du lịch canh nông nào đó. Nhưng thực ra đây chính là dựa thuốc nam lớn của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu như có dịp đi ngang đây thì du khách nên ghé qua trải nghiệm và lưu lại vài bức ảnh để làm kỷ niệm. Dạ, em chào anh Tư. Chào cô. Anh ơi, bây giờ khách vô đây thì có phải tính phí vé vào cổng gì không anh? Này không, này miễn phí hết, đâu có tính tiền thuốc nam. Dạ, rồi dạ. Bông dừa cạn này mình trồng thì bao nhiêu lâu mình mới thu hoạch? Khoảng 3 tháng mình cắt ngang một lần. Quý khán giả biết không, trồng hoa kiển vốn đã khó, trồng bông dừa cạn làm thuốc thì lại càng khó hơn. Bằng chứng là mọi người phải chăm sóc rất là kỹ, bởi vì cây tuyệt đối là phải sạch bệnh cho đến ngày thu hoạch. Muốn như vậy thì đất phải sạch cỏ, cây thì phải được bắt sâu và chăm sóc rất là kỹ càng. Trong đây là có hai con đất của chú Sáu hiến hả? Dạ, có hai con đất hiến vào làm thuốc nam. Dạ. Người ta nói thời buổi bây giờ là tất đất tất vàng, tại sao chú không cho thuê để mình lấy tiền? Dạ, bây giờ mình lại cho hiến vào làm, ta uống cho hết bệnh là mình mừng lắm, mình vui lắm. Mỗi một năm thì ở cơ sở này có thể tiêu thụ đến gần 100 tấn bông dừa cạn. Tất cả bông dừa cạn trên cánh đồng ở Phú Tân. Ngoài đến đây thì còn cung cấp về các cơ sở đông y khác trong khu vực ở phía Nam. Ở đây thì Tư điều trị cho nó là trị gan với trị tiểu đường. Một điều đặc biệt đó là người dân ở đây trồng bông dừa cạn, bào chế ra những phương thuốc chỉ để dành tặng những người không quen. Phần thù lao nhận về đối với những thiện nguyện viên ở đây không gì khác, đó chính là niềm vui khi mà hay tin người bệnh của mình được chữa khỏi. Bông dừa cạn bây giờ không còn là một loài hoa thua về sắc kém về hương, mà loài hoa này mặc dù đất khô sơ như thế này nó vẫn sở hữu một nét đẹp rực rỡ của sự thiện lành, cũng giống như tấm lòng của người dân nơi đây.